3. Ok, chào tất cả mọi người, mình là Thái Vũ đây. Và mọi người cũng biết rồi, mình đang ở sân khách, đó là kênh YouTube của thầy Khải Toàn. Mình rất là vui khi mà thầy Khải Toàn có mặt ở tại studio của Thái Vũ. Cũng rất là vui khi mà thầy chịu giúp đỡ mình ở trong từ nhà cho đến studio cũng như nơi làm việc. Pháp TV đều là do một tay thầy Khải Toàn set up và hỗ trợ để mà làm ăn phát triển. Yeah yeah yeah. Hi, chào các bạn. Đây là Thái Vũ, một diễn viên của Pháp TV, vừa là diễn viên, vừa là rapper, vừa là ông chủ của hệ thống gà baby. Trời ơi. Và cuối cùng nữa là một ông bầu chuyên làm MV. Thế thì ngoài cái khả năng, ngoài cái sự sáng tạo, ngoài cái tài hoa, là một người rất là nhiệt thành trong công việc, lẫn cái đời sống, lẫn những cái mối quan hệ, hỗ trợ những cái mối quan hệ bạn bè của mình rất là nhiệt tình và hết mình. Và một cái nhà hảo tâm cho những cái chuyến từ thiện của bên Khải Toàn. Rất là âm thầm, đây là một cái tấm lòng tốt. Nói chung là cái kiểu cái cách mà Thái Vũ làm việc thiện thì mình không có bao giờ thích show ra cho mọi người biết, cho nên lúc nào mình cũng nói anh này em gửi, nhưng mà anh đừng có lôi tên em vô hay là đừng có nói năng gì hết, kệ nó, cứ để mọi thứ nó thuận duyên thì là tốt nhất. Em có nhận được một vài câu hỏi của anh về phong thủy, về tâm linh, về gì em quên rồi, mới đọc sơ một cái thì anh có thể anh hỏi lại thì em sẽ như kiểu như là trả lời bằng cách thật tâm nhất, thật lòng nhất của bản thân mình biết. Ngoài những cái vấn đề mà Khải Toàn vừa nói thì vấn đề cuối cùng là Thái Vũ là một người chuyên tâm về gia đình rất là tuyệt vời, có một cái bé rất là dễ thương. Thì thật ra Thái Vũ là người tin vào tâm linh khá là sớm, thì ở đây mình tách giữa tâm linh và phong thủy, hai cái là khác nhau. Phong thủy là giúp cho khí trường ở cái nơi đó, giúp cho cái người đó hài hòa, có một tinh thần nó tốt hơn. Tâm linh về một cái khía cạnh, về một cái niềm tin, chánh niệm, nó nằm ở cái vế sâu. Thế thì bây giờ theo Thái Vũ, phong thủy là những cái gì mà mình... Theo em được biết thì phong thủy nó làm sự thay đổi kết cấu của một căn nhà và hướng của căn nhà, rồi nó dựa vào rất là nhiều từ hướng của căn nhà, rồi từ những cái góc của nhà mình, rồi những cái món đồ đặt vật ở tại vị trí nào đó nó phù hợp với cái năm đó, và nếu như qua năm khác có thể nó sẽ thay đổi, mình chỉ việc dời đó qua thôi. Từ những cái mà vị trí mình đặt đồ hoặc là về vị trí hướng mình thay đổi được thì nó sẽ giúp ích cho bản thân mình thay đổi về cuộc sống, về công việc, về phát triển nó tốt hơn hoặc là xấu hơn tùy. Trải nghiệm thực tế bên công ty Pháp TV. Trải nghiệm thực tế thì đầu năm thì có qua bên Pháp TV xem mỗi nơi thì có ưu và khuyết điểm khác nhau, nhưng mà sau khi bài trí sắp xếp lại đồ đạc dựa vào cái hiện trạng đang ở, chứ không phải là xóa đi đập bỏ đi đập lại, thì sau đó vài một tháng hoặc là đôi khi là 2-3 tuần thì cái sự ứng nghiệm nó sẽ hoàn toàn khác so với ban đầu. Thì đầu tiên á, thì về mặt mỹ thuật thì mình nhìn vô mình sẽ thấy căn nhà nó sáng hơn, tại vì không còn mấy cái cây mà nó bị héo úa, nó chết, nó làm xấu căn nhà. Cái thứ hai là về bước khi mà bước vô trong á, thì tạo một cái cảm giác rất là nó thoải mái, nó không còn bị u mà khi mình bước vô một căn nhà mà cảm giác ô người nó mệt, nó rất là khó chịu khi mà ở trong làm nhà đó. Về không khí nữa, khi mình bỏ những cái cây lưỡi hổ vô để lọc không khí thì tạo ra cho mình một cái cảm giác rất là sảng khoái khi mà ở trong căn nhà đó, rồi những cái đồ vật được bày trí. Còn về mặt hữu, về mặt phong thủy đi, nói về tâm linh chút thì theo nhìn nhận của Thái thì thay vì một tháng kiếm 2 hợp đồng thì bây giờ tháng lên được 3-4 hợp đồng, nghe cũng có vẻ có lý. về vấn đề tâm linh thì bản thân Thái Vũ tin vào từ khi nào? Về tâm linh thì ngay từ nhỏ là em đã rất là thích cái gọi là cái tâm linh ở đây á, em thích là gì, em rất là con người rất là sợ ma, nhưng mà em lại thích
thích cái gì đó về ma quá, về những cái hiện tượng siêu nhiên. Nhưng mà đến khi một cái độ tuổi em cỡ tầm 28 tuổi, khi bà ngoại em qua đời á, thì em mới bắt đầu em nghe về Phật Pháp nhiều hơn. Thì em có vài người thầy, gọi là vài người thầy, thì họ cũng chỉ em về những cái Phật Pháp, những cái cách sống, nói chung là về đạo nào, về cái tín ngưỡng nào thì cũng đều dạy người ta một cách sống tốt. Thì theo em thì nó có, sẽ có linh hồn, nó có kiếp trước và kiếp sau, nó có tích phước, tích thiện, nghiệp báo và báo ứng. Đó, theo em là tâm linh nó gói gọn trong những cái phần đó. Chúng ta không thể nào dùng khoa học để lý giải về tâm linh. Cái người tin vào tâm linh thì họ có một cái sự thành công sớm hơn, họ dễ vượt qua cái khó khăn hơn. Với viên Thái Vũ đây là một cái người có cơ duyên tin vào rất là sớm, thì tin ở đây là tin vào những cái điều bản thân không thể nào mà giải thích được, ví dụ là theo duy tâm chứ không phải là theo duy vật. Tin theo một cái đức tin tốt có nghĩa là tin vào một cái vòng luân hồi, mình có làm điều tốt thì sau này mình sẽ nhận lại cái điều tốt. Thì đó là một cái hướng cho cái tâm của mình đến một cái sự hướng thiện rất là tuyệt vời. Thì ở đây là những cái người mà không tin, có nghĩa là họ chưa đến cái giai đoạn tin, thì các bạn nào mà đã tin rồi đó không thể thuyết phục họ. Nói chung là hãy để theo tự nhiên và để theo thuận duyên. Chính xác là vậy. Là thì theo em được biết, là theo em được ngồi và nói chuyện về Phật Pháp, về luân hồi với rất là nhiều bạn trẻ rồi, em ngồi rất là nhiều rồi, thì có bạn á thì sẽ rất là chuyên tâm mà nói chuyện với em, thì em rất là vui khi mà người đó, người ta đã tiếp nhận, đã tiếp xúc được với Phật Pháp, được với mấy cái chuyện gọi là luân hồi này kia, đạo lý này kia. Còn có những bạn chỉ cần nói một hai câu và bạn ấy lơi ra chỗ khác, là mình nghĩ là à, đây chưa tới duyên của bạn ấy, thì mình cũng không có ép. Cái đó không có ai ép ai hết, cái chuyện đó không ép ai hết. Ok, thuận duyên. Dạ, tất cả đều là duyên đi, hãy nghĩ về duyên thì sẽ tốt hơn. Về cái cơ duyên mà dẫn tới Thái Vũ và Khải Toàn gặp nhau là qua anh Đỗ Linh Vũ. Đỗ Linh Vũ bên hệ thống Barbershop Vũ Trí. Thì đó là lần đầu gặp nhau thì thông qua Facebook. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là Thái Vũ là người rất là nhiệt thành, nhưng mà sau là những cái lần đầu gặp thì cái cảm nhận đến bây giờ, cảm nhận của Thái Vũ như thế nào? Bản thân Khải Toàn coi Thái Vũ là một người bạn chứ không phải là coi là một cái người khách hàng hay gia chủ gì nữa. Đối với em thì cảm nhận khi mà gặp em lúc đầu thì mình cũng sợ lắm, tại vì mình ít tiếp xúc với lại gọi là thầy á, gọi là thầy đi cho nó giải, mình ít tiếp xúc với thầy phong thủy hay là thầy coi tướng coi số, mình sợ người ta lắm. Nhưng mà khi mà gặp anh Hải Toàn đây á, thì mình có ngồi nói chuyện một khoảng thời gian cả tầm 3 tiếng ha, hôm đó mình ngồi nói chuyện tầm 3 tiếng ha, và đều nói về những cái thứ mà hai anh em rất là hợp gu, rất là nói cái gì là như kiểu bắt sống được cái đó, thì tự nhiên cái cảm giác thích nhau và ngồi nói chuyện và bàn luận về những cái đó. Và từ những cái đó mình suy ra được mình cứ thuận duyên thì tất cả sẽ hợp lý. Anh Khải Toàn rất là ok, thì mọi người tôi nghĩ là từ cách sống cho đến cái cách khuyên người, không có chửi nha, bạn làm sai anh cũng chửi, nhưng mà anh sẽ khuyên mình, sẽ hướng đến mình một cái gọi là cái tốt nhất để mà giải quyết cái vấn đề đó, rất là tốt. Ok. Hoài bão của Thái Vũ trong tương lai là gì? Hoài bão hả? Hoài bão của em là muốn mọi điều nó vui vẻ thôi. Ai cũng phải cười, chết không còn cười nữa đâu. Cho nên là cứ cười đi, rồi cứ sống một cách triệt để cái ngày mà mình sống đi. Ngày mai biết đâu được mình nằm xuống thì mình không có cười được nữa, mình không có vui, mình không có thoải mái được nữa. Lúc đó làm gì? Giữ cái oán cái khí trong này nè, rồi là thành gì? Thành ma. Chứ không có được là thành tiên, thành thần này kia. Nếu mà nói về cái mặt tâm linh ha, thì khi mà mình chết đi á, mình giữ cái cục tức ngay đây nè, mình chưa có xài hết cái cục tiền của mình á, mình tức á, mình không có được siêu thoát, mình không có được giải thoát bản thân mình,
thôi cứ có nhiêu mình cứ, không phải chuyện, không phải tôi khuyên mọi người là có nhiêu xài nhiêu nha, mà là mình cứ thoải mái trong cái cuộc sống của mình, cứ cho đi thì sẽ nhận lại được thôi. Bạn cho đi cái sự thoải mái, cái sự yêu đời, cái sự sáng tạo, cái nói chung là cái nhiệt thành của mình thì mình sẽ nhận lại được cái gì? Sự vui vẻ, sự yêu thương của mọi người dành cho bản thân mình. Thế thôi, đó là hoài bão của em. Mình chỉ là muốn mọi người vui và hạnh phúc, sống hết mình cái ngày hôm nay mình được sống. Nên nó tương tự như trong cái Pháp TV Cơm Nguội tập 221, Khải Toàn đóng cái vai sư trụ trì. Thì các anh Huỳnh Phương 5 lần 7 lượt ảnh không có đi tu được. Thì Khải Toàn mới cái nói là tu không hẳn đến chùa mới gọi là tu. Chính xác. Có nghĩa là khi mà mình hướng về một cái điều gì đó thì không nhất thiết mình phải làm cho cái điều đó theo một cái hình thức. Theo hình thức, hình thức. Mình thiên về cái tâm của mình nhiều hơn. Thì ở đây dưới bước chân, những cái gì mà mình quan tâm là thời điểm hiện tại, những người bên cạnh là điều quan trọng nhất, chứ không phải hôm qua và cũng chẳng phải ngày mai. Các bạn trẻ mà sau khi mới tốt nghiệp, hoặc tốt nghiệp lớp 12, hoặc là sau khi xong đại học, thường là tìm cái nghề cho mình, cái nghề rất là yêu thích, rất là khó khăn. Thường là trong mệnh lý là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Nhưng với cái kinh nghiệm của bản thân của mình thì cái người muốn thành công có thể là chưa tin vào tâm linh cũng được, nhưng mà cái người đó phải có một cái lòng kiên trì cao, và tự bản thân của mình phải trải qua nhiều thất bại. Như theo cái quyển sách Hành Trình Của Một Linh Hồn thì mình phải có thất bại, mình vượt qua, mình mới học hỏi nhiều. Thì đối với cái kinh nghiệm của Khải Toàn thì các bạn đừng có ngại thử thách. Rồi, tôi thành công rất là trễ, không hẳn nói là cái thành công có nghĩa là mình đạt được cái công việc mà mình đã đề ra. Thì đây là thành công với chính cái bản thân của mình. Mình đừng có so sánh với bất kỳ ai khác. Còn nói về một cái tuổi trẻ thành công khác, có nghĩa là 20 mấy tuổi, trước 30, thì đây là một sự trải nghiệm thực tế cho các bạn trẻ mà muốn hướng đến một cái công việc. Nói chung là Thái Vũ chỉ khuyên mọi người một câu thôi: chúng ta hãy nên thử những thứ chúng ta thích, tại vì nếu thử sẽ có thành công bằng phần trăm, số ít cũng có thể nói là thành công. Nếu mà chúng ta thử thì gọi là cái phần trăm thành công nó sẽ có 1-2% cũng là có. Nhưng các bạn không dám thử với đam mê của mình thì mãi mãi là không bao giờ thành công. Tại vì không thử thì sao có cơ hội thắng hay thua. Thì cứ làm đi, từ những cái thua đó mình sẽ có những cái kinh nghiệm cho bản thân mình, và từ những cái kinh nghiệm đó mình làm lại. Nếu như bạn thật sự đam mê thì bạn sẽ làm lại và làm lại, lúc đó sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Lòng kiên trì, phải thử vào cái công việc đó, phải dấn thân vào, khó khăn vượt qua. Nếu mà nhanh hay chậm, mà thuận lợi hay không, nó còn nằm ở một cái vế là trước đây bạn là người có cái tâm tính tốt, bạn giúp đỡ mọi người, thì sau này khi mà thực hiện công việc, khi mà thất bại thì rất là nhiều người để giúp đỡ bạn. Chính xác, chính xác. Cuối cùng các bạn hãy sống hết lòng của mình ngày hôm nay, đừng lo lắng nhiều quá về tương lai. Có nghĩa là tương lai bạn vẫn chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà không phải dồn hết tâm ý của mình vào tương lai. Hiện tại và những người bên cạnh, hãy sống hết lòng của mình. Đó là điều mà Khải Toàn và Thái Vũ muốn gửi đến cho các bạn trẻ. Ok. Ok, vậy thì thôi mình cũng kết thúc cái vlog này tại đây. Thì cũng mong mọi người sẽ ủng hộ cho anh Khải Toàn bằng cách like và subscribe cái clip ở dưới cái clip kênh này, trên kênh của anh Khải Toàn nha. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Các bạn hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn. Cảm ơn các bạn đã xem. Ok, bye bye.